Xin chào tất cả các bạn, rất hân hạnh được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một phó ghép mới của bộ dàn Hi-Fi tầm 30 triệu. Sau đây mình xin giới thiệu âm ly trước. Ở đây mình sử dụng âm ly Denon, model là BMA520. Với công suất là 45W một kênh 8 ohm, 70W một kênh 4 ohm. Sử dụng thiết kế mạch Advanced High Current Single Bubble Circuit của hãng Denon, với mặt nhôm phay sang trọng, cho chất âm mạnh mẽ, có thể phối ghép được những loa tầm 100W đổ lại. Denon BMA520 với thiết kế cổ điển như những âm ly nghe nhạc truyền thống, gồm có bass, treble và balance chỉnh cho 3 phần riêng. Ngoài ra Denon có thiết kế thêm một mặt loudness cho âm thanh mạnh mẽ khi mình nghe những thể loại nhạc mạnh như là rock, pop hoặc là dance. Nút kế tiếp là nút sụt direct. Nút này khi mà mình ấn vào thì mạch tone của Denon như bass, treble và balance sẽ không hoạt động. Âm thanh sẽ direct ra và điều chỉnh bằng volume thôi. Denon ở đây sẽ cho mình rất là nhiều sụt kết nối ha, từ cổng phono, CD, tuner và aux, ngoài có cổng network và cổng recorder. Ở mặt trước của máy sẽ có một cái cổng dành cho headphone, cổng 6.3 ly. Về CD thì mình sẽ sử dụng CD player của hãng Denon cùng một cái dòng với lại âm ly luôn, là model DCD 520. DCD 520 của Denon sử dụng bộ giải mã 32 bit và tần số lấy mẫu là 192 kHz. Sử dụng chip giải mã của hãng Bernbrau, mã số là BCM1791. Có thể đọc giải mã những cái file như CD, WMA và MP3. Với bộ loa mình sử dụng trong hệ thống này là loa của hãng Clips, dòng Reference Bass Model R26F. Dòng loa này vẫn được thừa hưởng những tính năng đặc trưng và độc quyền của hãng loa lâu đời của Mỹ. Loa treble được sử dụng công nghệ chassis horn đặc trưng của hãng. Màn loa được chế tạo bằng hợp kim nhôm và được gắn thêm một compressor tạo thành một họng còi với góc phát 90 độ. Với công nghệ này tái tạo âm thanh tần số cao, chi tiết tự nhiên và âm hình trình diễn tốt hơn. Clip sử dụng hai loa mid bass 16cm sử dụng công nghệ Inkjet Monographic IMG, làm cho màn loa cứng và nhẹ, giảm độ máy tiếng khi loa di chuyển. Kết hợp với công nghệ chassis horn của loa treble sẽ làm tăng hiệu suất của loa. Với công suất loa là 100W, trợ kháng 8 ohm và độ nhạy cao lên tới 97 dB. Loa Clips R26F rất dễ phối ghép với nhiều âm ly khác nhau và phù hợp cho phòng nghe khoảng 25-30m². Yeah.
Mình vừa giới thiệu với các bạn xong một phối ghép của một mẫu dạng hi-fi tầm 30 triệu sử dụng âm ly và CD của hãng Denon và loa của hãng Clips. Các bạn có thể xem những sản phẩm khác trên trang website anhduyaudio.com và trên fanpage Anh Duy Audio. Và đừng quên like và subscribe trên kênh YouTube Anh Duy Audio để được xem những video clip kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Xin cảm ơn các bạn.